Bồ đề tâm là gì? Nói đơn giản là trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Từng học pháp Bồ đề tâm của hàng tiểu thừa, chỉ biết trên cầu Phật đạo, chẳng biết dưới độ chúng sinh, cho nên gọi là tự liễu hán. Phải học pháp Bồ đề tâm của người đại thừa, chẳng những trên cầu Phật đạo mà còn dưới độ chúng sinh. Tóm lại, một mặt cầu chân lý của Phật pháp, một mặt giáo hóa tất cả chúng sinh, cả hai mặt đồng thời tiến tu trung đạo. Tu hành thì phải tinh tấn không giải đãi. Tu hành đến cảnh giới viên mãn thì tự nhiên đã được giải thoát, sẽ thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử. Phẩm này là phẩm thứ 38 nên gọi là phẩm lìa thế gian thứ 38. Phẩm kinh văn này vẫn nói ở tại địa phủ Quang Minh, Bồ Tát Phổ Hiền vẫn là chủ thuyết pháp. Trong pháp hội Hoa Nghiêm có vị Đại Bồ Tát Phổ Huệ, ngài đại biểu đại chúng trong pháp hội hướng về Đại Bồ Tát Phổ Hiền, đưa ra 200 câu hỏi liên quan đến hạnh thập tín, có 20 câu hỏi. Liên quan đến hạnh thập trụ có 20 câu hỏi.